Hello, chào anh chị em, các bạn trên YouTube. Hôm một hai tuần trước, bạn Tuấn, một cái fan ở cái đài mình có hỏi về tiền lương của lính khi mà cái người lính mà đi tham gia cái chiến trường hay là được điều quân đến một cái vùng mà nóng bỏng. Thì sẵn tuần trước thì các bạn biết là ông tổng thống Trump của nước Mỹ điều hơn 3.500 quân nhảy dù sang bên Kuwait ông để chuẩn bị lỡ có chuyện gì mà có chiến tranh thì để kịp ứng phó, và ông cũng điều một hơn một đại đội lính thuộc chiến tăng cường để bảo vệ cái tòa đại sứ Mỹ ở thủ đô Baghdad của nước Iraq. Thì sẵn cái dịp này thì mình làm một cái clip nói về cái tiền lương của người lính khi mà họ được điều sang cái vùng như vậy, không cái vùng nóng bỏng hay là cái nơi đang xảy ra chiến tranh hay đi tham gia chiến trường. Thì 6 tháng trước Tuấn có làm một cái clip về cái tiền lương của lính hôn và sĩ quan, là cái clip mà cái số 26, nếu mà các bạn vô cái library, cái video trong cái thư viện của mình, các bạn sẽ tìm thấy cái clip số 26, các bạn thấy tiền lương. Thì hôm nay mình sẽ làm theo cũng hơi giống giống như thế, nhưng mà nó khác một chút, mà mình chỉ coi như là so sánh cái tiền lương khi mà đóng ở bên nước Mỹ và cái tiền lương khi mà được phái sang cái vùng như vậy ha. Thì mình dùng hai cái ví dụ, tại vì phần đông trong quân đội á, lính á, là thường thường những người mà binh khoảng hạ sĩ nhất, không từ binh binh nhất xong cái lên hạ sĩ nhất, không là E3, không enlisted 3, là lương lính thứ ba đó, cấp thứ ba. Và sĩ quan á, thì mình dùng cấp bậc đại quý. Thì mình xem cái Bộ Quốc phòng á, thì cái năm 2020 á, cái tiền lương nó có cái pay chart không, nó public, nó để trên internet hết không, mình không quân đội mình không có giấu cái chuyện tiền lương không, cái gì cũng để lên hết. Thì mình dùng cái đó mình kéo xuống để cho các bạn xem ha. Thì mình dùng lính hạ sĩ nhất với lại đại quý O3. Thì lính á, thì khoảng mình trong cái thời gian họ được trả lương khoảng, họ vào lính khoảng chừng 2 năm. Còn đại quý thì cái cấp bậc đại quý thì mình dùng vào làm sĩ quan được 4 năm. Tại phần đông những người đi sĩ quan là phải đi khoảng 4 năm mới được lên cấp bậc đại quý. Thôi bây giờ mình sẽ nói về lính trước cho các bạn xem ha. Lương của mình, trước tiên mình sẽ nói về lương của người lính hạ sĩ nhất. Thì nếu mà đóng bên Mỹ đó thì cái tiền lương hàng tháng đó là khoảng $2,171. Lương lính được trả như thế nào thì trả là trả theo mỗi tháng, không mỗi tháng cái người lính được trả cái tiền lương như vậy. Thì một năm có 12 tháng thì họ sẽ trả mỗi tháng, nhưng mà trả lương như thế nào thì phần đông bây giờ là tiền lương vô thẳng vô cái nhà băng, có cái tài khoản của mình đó, và cứ một tháng thì 2 tuần một lần không, họ sẽ trả lương cho mình một tay và ngày 15 tay, lúc nào cũng vậy hết không. Cái tiền lương các bạn, mình sẽ để lên cho các bạn trong cái hình các bạn thấy đó, thì lương mỗi tháng của một cái người lính là $2,171 không. Rồi khi mà đóng bên Mỹ á, là bạn phải đóng thuế, cái thuế mình để là cái thuế lương liên bang ha, cái thuế thu nhập về income tax của liên bang á, là 7.57 sen. Thì tính vào cái tiền lương này thì cái người lính phải trả là mỗi tháng phải bị lấy ra $82 cho tiền thuế không. Còn cái FICA, cái FICA là gì, cái FICA là nó viết tắt cho cái chữ Federal
Insurance Contribution Act là cái luật của Quốc hội Mỹ lập ra, không là coi như cái luật này là bắt phải đóng tiền cho an sinh xã hội với Medicare, thì cái FICA là cái tên của cái luật, không mà cái luật này là mỗi tháng là cái người nào đi làm là cũng phải đóng bao nhiêu vậy đó, là khoảng 7.65 sen, thì tổng cộng tất cả là hai cái thuế, hai cái loại thuế đó là khoảng 15% ha các bạn. Thì theo cái người lính này thì mỗi tháng bị chích bị chính phủ lấy lại $83 cái tiền FICA. Rồi khi mà đóng ở Mỹ đó thì thường thường phần đông, mình thấy phần đông ai cũng mua insurance hết, thì cái bảo hiểm nhân thọ lúc mà đóng ở Mỹ đó thì cho khoảng 400.000, nếu mình mà chết hay bị gì đó thì bị trừ thêm $25 nữa mỗi 25. Thì kết cục thì cuối cùng thì mình để dưới cái net pay á, là cái người lính nó được trả mỗi tháng là được khoảng $1,981. Cái này thì nhiều người có thể, nếu mà người nào mà thích thì nói ok, đi lính mà mới vô hạ sĩ nhất mà được trả tới gần 2.000 một tháng, không mà tiền ăn với lại tiền ở trong cái barracks, ở trong cái trại lính là coi như không tốn đồng xu nào hết, một tháng được gần $2,000 để đi chơi là khỏe rồi, không các bạn, không còn nhiều người thì những người nào có nhiều người nói thì không có đủ 2.000, không có đủ không nhưng mà tại vì đi đâu phải đi lính nó không phải trả theo cái tiền giờ như bạn làm bao nhiêu rồi bạn trả bao nhiêu, không tại vì nhiều khi trong lính nó không phải là bạn ở không chơi không, có lúc nhiều khi mình phải chật nè ha, có khi phải đi tập không cả 2-3 tuần, dù đóng thời bình mà đóng bên Mỹ cũng vậy, cũng phải đi tập trận đi, không mà khi mà bạn đi tập ở ngoài field đó, đi tập trận đó thì đôi lúc bạn chật, bạn làm tới khoảng 18 20 tiếng không, chỉ được ngủ mấy tiếng thôi, thì nhiều người nói cái tiền lương như vậy không có đủ, không nhưng mà cái đó mình không muốn đề cập tới. Thôi bây giờ mình đi thêm sang cái chuyện mà nếu mà cái người lính mà được điều quân sang, được đóng ở bên Kuwait hay là đi qua bên Iraq thì cái tiền lương như thế nào, thì bắt đầu mình để cho các bạn thấy là mỗi tháng là $2,171 không, cái tiền được miễn thuế. Thì bởi vậy bạn thấy là cái mình để là số 0 là không có trả cái tiền thuế liên bang, thuế thu nhập liên bang, nhưng mà cái thuế mà FICA đó, giống như hồi nãy mình nói về cái Medicare, bảo hiểm y tế với lại an sinh xã hội đó thì vẫn đóng, thì một tháng bị trừ ra là $83 không. Còn về bảo hiểm nhân thọ đó thì khi mà được sang cái vùng như vậy đó thì chính phủ đại thọ, thì bởi vì mình đại số 0 không, và khi mình sang đóng một cái vùng mà nóng bẩn mà có thể chiến tranh xảy ra bất cứ lúc nào á, thì mình được thêm cái tiền, cái người lính được thêm cái phần tiền nó gọi là imminent danger pay, có nghĩa là cái chi phí, cái tiền mà họ cho mình thêm mỗi tháng để lỡ có chuyện chiến tranh, không nếu mà khi mà bắn rồi đó, có chiến tranh mà súng đạn bắn nhau rồi đó, thì cái chữ imminent danger pay này nó trở thành là hostile pay, hostile fire pay, có nghĩa là có bắn nhau, thì mỗi tháng là được $225 không. Thì tổng cộng khi mà một người lính sang bên Kuwait hay là Iraq ở một cái vùng chiến tranh á, thì tiền lương mỗi tháng là $2,313. Thôi bây giờ mình sẽ kể thêm về chuyện mấy người sĩ quan ha, thì mình giống như hồi nãy mình nói là mình dùng cái cấp bậc đại quý cho các bạn thấy, thì đại quý đó lúc mà đóng bên Mỹ mỗi tháng được trả lương khoảng $5,847, trừ thuế liên bang đó thì bị trừ $397, rồi cái thuế FICA cho an sinh xã hội với bảo hiểm y tế đó là $224, rồi cái life insurance nữa là cũng, nếu mà
theo cái bảo hiểm nhân thọ mà 400 ngàn đó thì trừ thêm 25 đô hết. Cuối rồi, và khi mà thường thường những người mà sĩ quan là phần đông lúc này là họ không có ở trong barracks nữa, hay là họ thêm được cái tiền ăn, đúng không? Có vợ con đó thì họ được thêm được cái tiền ăn, thì cái tiền ăn nó gọi là basic subsistence thì được thêm 256 đô mỗi tháng nữa, không thì tổng cộng như các bạn thấy ở dưới đây rồi, thì mình để cái net pay á, mình trừ rồi cộng lại á, thì mỗi tháng một người đại quý đó nếu mà đóng ở bên Mỹ á, thì được khoảng 5.457 đô, không mà cái này mình dùng cái người đại quý mà ở trong military housing, có nghĩa là ở trong trại gia binh, bởi vì mình không có để tiền nhà vô, tại mình muốn tính như vậy cho dễ, tại vì khi mình nói với người lính á, mình nói người lính ở trong cái doanh trại, thì khi mà mình nói đến cái người sĩ quan mình cũng so sánh cái ở trong trại gia binh luôn, tại vì nếu mà như cái bạn mà coi cái clip về cái số 26 mà mình nói về tiền lương đó, không, nếu mà một người sĩ quan hay một người hạ sĩ quan mà ở ngoài trại đó có vợ con thì được trả thêm tiền nhà, nhưng mà các bạn biết cái tiền nhà đưa cho mình rồi mình phải trả, cũng phải trả tiền nhà để mướn nhà, không chứ đâu phải là không. Thôi bây giờ mình nói tiếp về lương của một người sĩ quan cấp bậc đại quý khi mà đi tham gia chiến trường, thì mình bắt đầu cái basic pay là vẫn như vậy là 5.847 đô, không rồi cái tiền thuế federal mà cái thuế thu nhập của liên bang thì không có bị trừ, không không rồi, nhưng mà cái tiền thuế phải cảm vẫn như vậy thì mình để là 224 đô, không rồi cái cộng thêm cái tiền để tiền ăn nữa, cái chi phí cho tiền ăn á là 257 đô ha, khoảng đó. Rồi imminent pay là 225 đô. Mình cái người sĩ quan á, thường thường phần đông những người sĩ quan là đã có vợ con hết rồi, thì khi mà một người mà có vợ có gia đình rồi đó, tất cả luôn, người lính luôn, thì khi mà họ mà được điều đi sang một cái vùng chiến tranh hay là họ đi deploy ở cái vùng nóng bỏng nào đó, thì sau 30 ngày thì họ được trả thêm một cái tiền, một cái chi phí nó gọi là family separation pay, có nghĩa là cái tiền này là cho như là trả cho khi mà mình chia cách gia đình mình đó. Mình nghĩ là cái tiền này là chắc hồi xưa lúc đó còn có điện thoại đồ không, thì họ dùng cái tiền này để người lính hay cái người vợ có thể gọi nhau nói chuyện bằng điện thoại, không thì bởi vì nó cho thêm 250 đô nữa, nhưng mà bắt buộc cái tiền này á là phải sau 30 ngày, không? Thí dụ như một người sĩ quan mà đi sang bên Kuwait 12 tháng đi, cái tour là đóng bên đó 12 tháng một năm, thì họ chỉ được trả có 11 tháng thôi, các bạn hiểu không? Mình nói 30 ngày sau mới cái tiền này mới vô, không? Thì khi cái người cấp bậc đại quý mà đi như vậy đó, thì sau khi mình trừ ra cái tiền FICA, không rồi cộng vô những cái tiền, thêm những cái tiền thế nữa, thì mỗi tháng được lên tới 6.355 đô, các bạn thấy không? Thì cái tiền nó là như vậy, thì người đại quý thì lúc nào cũng làm lương gấp 2, gấp 3 lần cái người lính, không? Nói thật thì mình thấy lương trong quân đội đó ở Mỹ tương đối là tốt, nhưng mà mình phải nói cho các bạn thêm rằng cái đi lính không phải là, thứ nhất mình muốn nói thêm là đi lính không phải là vì tiền, không, tại vì những người đi lính vì tiền là những người lính đánh thuê, không, thì quân đội Mỹ không có như vậy, không, tại vì các bạn biết á, mỗi lần mà đi chiến tranh như vậy đó, mình ở bên đó mình làm overtime mỗi ngày, không, những cái công ty bên Mỹ nó đâu có như vậy, nó mình mà làm overtime nó trả lương mình đàng hoàng, nó trả thêm tiền lương đàng hoàng, không, với lại không có công ty nào mà bắt buộc mình
phải đi tới những vùng chiến tranh như vậy, và lỡ có chuyện gì có thể là bị chết chóc không, bị thương tật, thì bởi vậy cái tiền lương á mình thấy tương đối là tốt, mình không có nói là tuyệt đối tốt, tại vì không, bạn không có thể nào mà trả tiền nào bao nhiêu tiền để đủ cho cái mạng sống của mình hết, không thì cái tiền lương đó là như vậy, cho các bạn hiểu không. Thì đây cho em Tuấn có hỏi mình như vậy thì mình hôm nay mình trả lời thêm ha. Với lại sẵn tuần tới là Tết Việt Nam rồi, thôi mình nói về cái chuyện tiền bạc không, và chúc anh chị em theo dõi cái đài mình một năm mới vui vẻ không, sức khỏe dồi dào và phát tài. Ok thôi, Tuấn xin chào anh chị em ha. Ok, bye bye.